các chất xây. Imani bancha sikha padane sa thukang katwa apamade nanicha ka lang samma rakhitapang. Chư thiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với vân giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên với vui. A ma phan te dạ xin vâng. Si la na su ga tan yan ti si la na pho ga sa ma da si la ni po tan yan ti tas ma si la ngu so tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Dạ, thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính truyền đại đức Minh Hạnh Đức Từ Bi Hoan Hỷ, thay mặt cho đại đức Trần Tam Quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán đức Tam Bảo tụng kinh và thọ trì quy giới, phần phước phát sanh lên. Chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ, ông bà, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc, nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh, bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, tuyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phut-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sam-kha-ya. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng. Dạ, sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới, em Athena xin được nhường lại cho Sít MC Nhật Huỳnh. Mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Huỳnh Quá Thanh Á, cảm ơn Sít Cần Đông, Huỳnh Quá Thanh Á cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Sít Cần Đạo. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Huỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Huỳnh kính chào Huỳnh Quá Thanh Á, kính chào Maha Ra Chá, mến chào Sư Cần Đạo, kính chào Chanh Đa Rá. Mến chào Thi An Đạt, kính chào Buôn Bỏ, mến chào Sức Rạng Đông, kính chào Hiển Mộng, mến chào Châu Phan, kính chào IQ em đó, mến chào Cẩm Vân, mến chào Huỳnh học giáo pháp, kính chào anh chị Phan Văn Liêm. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức, Nhật Huỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đà Từ Bi Hoan Hỷ, thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Huỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Nhật Huỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sư Ra Ông đã mở rung và cho đạo tràng nghe bài pháp của Ngài Chánh Minh. Và bây giờ thì Nhật Huỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Huỳnh đắm tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt hướng dẫn và điều hợp chương trình ôn tập cuối tuần ngày hôm nay, câu pháp cú kinh số 82 đến câu 84. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa
Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, A Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc làm mở đạo dạy đời, A Nhâm Vương Lộc Giả ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, A có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như, A được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thôi không mòn, A những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, A đang mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, A tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Hai Giá. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con ôn tập câu pháp cú 82 và 8 Nhật Bình. Một buổi học được ăn đầy dân tư ạ. Dạ Nam Mô Bụt Haya. Dạ con Tịnh Đạt kính lễ chư tăng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức, cùng mến chào toàn thể quý vị có mặt ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay ngày Chủ Nhật, ngày 19 tháng 12, diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục buổi ôn tập cuối tuần. Buổi ôn tập cuối tuần này thì chúng ta ôn tập 3 câu kệ ngôn Pháp Cú số 70, số 82, 83 và 84 ở phẩm Pandita Quốc Áp Phẩm Hiền Trí. Dạ cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu tốt ạ. Trước khi đi vào buổi ôn tập cuối tuần, chúng con kính cung tỉnh chư tăng và mến cùng tất cả quý vị chúng ta đảnh lễ tam bảo tấm tắc. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami supatipanno bhagavato savaka sangho sangkhang namami sathu. Và một lần nữa con kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Hôm nay cũng gần hết năm 2021 rồi, chúng ta chỉ còn có vài ngày nữa thôi, vài tuần thì chúng ta sẽ bước qua năm mới, năm 2022. Diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta thì vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường. Hy vọng rằng ngày Chủ Nhật đó, chúng ta sẽ có thêm một vị giảng sư để giảng nhiều điều mới lạ, nhiều điều chia sẻ nhiều cái kinh nghiệm học Phật Pháp cũng như là kinh nghiệm tu tập đến toàn thể quý vị. Bây giờ chương trình Bao Talk của mà chúng ta sử dụng hiện nay đó thì tương đối là ít người biết đến hơn là những cái chương trình như là Zoom hay là Google Meet được sử dụng phổ biến rộng rãi và nhiều người theo dõi. Tuy nhiên thì Tịnh Đạt được biết á, tuy rằng Bao Talk hay là riêng Pháp Cú Kinh, diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta chỉ thường đó là
10 người, 20 người, 30 người. Nhưng mà theo tình đàn được biết thì có một sĩ cũng tường thuật trực tiếp cái diễn đàn Pháp Cú Kinh này trên những cái truyền thông khác như là trên Facebook. Thì do đó đó, diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta vẫn được sinh hoạt một cách rộng rãi. Tuy rằng hiện tại thì tương tác thì chỉ có số lượng không có nhiều, nhưng mà thật sự ra thưa quý vị, nếu như là một cái buổi thuyết pháp hay là một buổi học đạo, một cái lớp học Phật pháp mà cái số lượng học viên tham gia đó tầm khoảng 10 người, 15 người đã là rất là quý rồi. Dạ, rất là quý. Cái học viên tầm khoảng 10 đến 15 người là cái số lượng lý tưởng cho cái việc học, kể cả học Phật pháp hay là học ngoại ngữ. Bởi vì cái thời gian rộng rãi, các cái vị học viên có thể đặt nhiều các câu hỏi, tương tác trực tiếp với lại cái vị giảng dạy, do qua đó thì sẽ tiếp thu được nhiều cái điều hơn. Tuy nhiên thì đó là cái việc học ở tại chỗ, còn bây giờ chúng ta học ở trên đây thì tùy theo cái khả năng, cái không gian, thời gian cũng như là sự chú ý của từng người thì sẽ có được cái học cách học khác nhau. Thì nói lòng vòng để cho chúng ta mường tượng được rằng bây giờ cái điều kiện học rất là nhiều, rất là dễ, nhưng mà chính vì cái điều kiện nó nhiều quá đó, cho nên nó làm cho chúng ta hơi bị rối. Và cái điều kiện nó dễ quá đó là làm cho chúng ta không có tập trung. Bởi vì khi mà vào trong cái lớp học tại chỗ đó thì chúng ta không có thể nào, ngoài cái việc học chúng ta không có làm việc khác. Tuy nhiên thì những cái lớp học mà qua mạng đó thì đôi khi chúng ta có thể làm một lúc nhiều việc, và chính vì như vậy đó thì làm cho chúng ta bị phân tâm. Lớp ôn tập cuối tuần thì chúng ta không có nhiều cái giảng dạy, chúng ta chỉ tập trung vào cái việc ôn mà thôi. Chúng ta chỉ tập trung vào cái việc ôn, đọc lại, ôn lại, gợi nhớ lại, nhắc lại. Và nhiều khi thưa quý vị rằng một câu mà chúng ta đọc đi đọc lại đó thì chúng ta sẽ có nhiều cái thấm thía, nhiều cái thấm thía. Cũng giống như là ca dao tục ngữ mà ông bà già xưa hay dạy, mà lúc trẻ chúng ta không có thấm, nhưng mà về lâu về dài, chúng ta đi xứ người, chúng ta gặp người này người kia, những cái câu đó nó thấm lắm. Nó thấm. Giống như là câu mà ăn cây nào rào cây đó, ăn cây nào rào cây nấy. Thì hồi nhỏ Tịnh Đạt nghe câu này rất là nhiều, nhưng mà đến khi mà đi ở với lại những người lạ đó, không phải là người thân, không phải là người trong gia đình, thì cái câu này phải nói là rất là hay. Ở trong Kinh Pháp Cú cũng vậy, có những cái câu mà đôi khi nó rất là hợp với lại cái hoàn cảnh của mình, và chúng ta rất là tri ân những cái câu Pháp Cú mà Đức Phật ngày dạy từ ngàn xưa bây giờ, nó rất là phù hợp với mình. Thì đó là một số cái việc mà Tịnh Đạt muốn trình bày trước khi đi vào cái buổi ôn tập ngày cuối tuần ngày hôm nay. Quay lại thì chúng ta sẽ ôn tập ba câu kệ ngôn Pháp Cú số 82, 83 và 84 ở phẩm Pandita Wakka Hiền Trí. Và cứ yên tâm, cho dù là có thay đổi như thế nào đi nữa, trừ ra là có thỉnh được một vị pháp sư, một vị giảng sư đảm nhiệm cho ngày Chủ nhật, còn nếu không có, chưa có thỉnh được, thì Tịnh Đạt sẽ tiếp tục cái lớp ôn tập cuối tuần này. Không có vấn đề gì xảy ra. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 82, 83 và 84 ở phẩm Hiền Trí. Bây giờ chúng ta sẽ ôn tập
một lượt. Sau đó sẽ mời các quý vị chúng ta sẽ ôn tập từng câu và cái duyên sự tóm tắt. Dạ, cái duyên sự tóm tắt. Để bây giờ quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu cho cái buổi ôn tập. Pandita Vagga phẩm hiền trí, câu số 82. Yatha birahado gampiro vipassano anavilo evang thammani sutvana vipassidanti pandita. Yatha birahado gampiro vipassano anavilo evang dhammani sutvana vipassidanti pandita. Như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí vững tịnh lạc. Như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc. Câu số 83. Sapatha ve sapurisa jajanti nakama kama lapayanti santo sukhena putta athava dukhena na ucca vacang pandita dasayanti. Sapatha ve sapurisa jajanti nakama kama lapayanti santo sukhena putta athava dukhena na ucca vacang pandita dasayanti. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, dầu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, dầu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn. Câu số 84. Na ta he tu na parasa he tu na buta me che na thanang na arathang nai chaya athamme na samyanti matano na sila va panya va thamiko siya na anta hetu na parasa hetu na buta minche na thanang na ratang nai chaya na athamme na samyanta matano sa sila va panya va thamiko siya. Không vì mình vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp. Vị ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Không vì mình vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp. Vị ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Nam mô Buddhaya. Bản kinh Pali và bản Việt ngữ của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Bây giờ thì xin kính mời quý vị chúng ta chọn cho mình một câu pháp cú. Chúng ta đọc lại bản Pali, ngâm kệ bản Pali và bản dịch nghĩa của ngài Hòa thượng Minh Châu, kèm trong đó là bản tóm tắt chuyên sự. Một ý nữa đó là thưa quý vị rằng tình đàn sẽ gắn bó với lại cái diễn đàn pháp cú kinh, và đặc biệt là cái lớp ôn tập cuối tuần này, bởi vì nó có một cái niềm vui. Sẵn chia sẻ luôn để một lát chúng ta lại không có thời gian. Cái niềm vui đó là
khi mà chọn những cái bài tóm tắt thưa quý vị tình đạt đọc lại các cái bản chú giải của kinh Pháp Cú, đôi khi những cái ngày tham gia vào ngày thứ sáu là ngày giảng kinh Pháp Cú thì cái ngày đó tình đàn đọc rất là kỹ cái bài giảng của mình, nhưng mà những cái bài giảng khác á, đôi khi lại không có đọc kỹ và đôi khi lại bỏ sót. Và riêng cái phần và lớp ôn tập cuối tuần này thì chúng ta ôn tập thứ tự, không có bỏ sót câu nào, và chính vì vậy mà tình đàn sẽ đọc lại được hết tất cả các cái duyên sự ở trong cái Pháp Cú kinh. Và cái điều mà lúc mà Tịnh Đạt làm đó, nó có một cái niềm vui. Chính vì vậy mà Tịnh Đạt sẽ nói rằng cho dù thế nào đi nữa thì sẽ theo cho lớp học ôn tập cuối tuần này về lâu về dài. Thì đó là một cái điều chia sẻ ngắn thêm. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng chọn cho mình một cái câu pháp cú và ôn tập lại câu pháp cú đó cùng với cái duyên sự tóm tắt. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ xin mời kính mời mời quý vị ạ. Bây giờ quý vị nào dạ mời cô Đặng Đông trước ạ. Dạ xin xuống mic. Sa thú lành thai, con thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin ôn câu pháp cú số 82. Yatha pirahado gamphiro Vipassano anawilo Ewang thammani sutwana Tuana vipassidanti pandita Thabirao gamphiro Vipassano anawilo Ewang thammani sutwana Vipassidanti pandita. Như hồ nước sâu thẳm, trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp, người trí hưởng tịnh lạc. Như hồ nước sâu thẳm, trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp, người trí hưởng tịnh lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau đây, con xin kính đọc duyên sự tóm tắt. Tại thành Savatthi có hai mẹ con gia đình nọ, một thiếu nữ tên là Kana không về nhà chồng được vì không có của hồi môn. Theo tập tục thời bấy giờ ở Ấn Độ, liên quan đến việc chậm trễ khiến cho Kana bị lỡ duyên vì mẹ cô đã cúng dường đặt bát đến chư tăng. Người thiếu nữ tội nghiệp ấy bị hất hủi, đâm ra thất vọng và nguyền rủa chư sư. Để giải quyết sự ồn ào này cũng như tiếp độ Kana, Đức Phật đã đi đến nhà thuyết pháp cho cô nghe và tâm cô trở nên an tịnh như hồ nước trong veo, đã được thánh tài tạo quả tu đạo quờ. Sau khi đó, Đức Vua Hay Tinh đã cho Kana thế tài, lập nàng làm công chúa. Dạ, xưa chấm dứt. Kính mời cô Cẩm Nhân. Mời cô giơ tay. Kính mời cô nha. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sít Cận Đông. Nam mô Bụt Tha Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Kha Giả. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 82. Giá tha pi
Rahado Gambiro Vipassano Anakwilo Ewan Thamma Nisu Toana Vipassidanti Pandita Yathapi Rahado Gambiro Vipassano Anakwilo Ewan Thamma Nisu Toana Vipassidanti Pandita. Như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tại thành Sa Quát Thí có hai mẹ con gia đình nọ, một thiếu nữ tên là Kana không về nhà chồng được vì không có của hồi môn. Theo tập tục thời bấy giờ ở Ấn Độ, liên quan đến việc chậm trễ khiến cho Kana bị lỡ duyên, vì mẹ cô đã cúng dường đặt bát đến chư tăng, người thiếu nữ tội nghiệp ấy bị hất hủi, đâm ra thất vọng và nguyền rủa chư sư. Để giải quyết sự ồn ào này cũng như tiếp độ Kana, Đức Phật đã đi đến nhà thuyết pháp cho cô nghe và tâm cô trở nên an tịnh như trong như hồ nước trong veo, đạt được thánh tài đạo quả Tu Đà Quần. Và sau khi đó Đức Vua Hay Tinh đã ban cho Kana thế tài, lập nàng làm công chúa. Và công nhân đã đồng bài xong, mến mời bằng tay của Sip Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thân Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đà, Đại Đức Tự Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ với bà với cô tu nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 83. Sắp bát thá về sắp cú dưới xa trái dần tí na cà má cà mà lá bá dần tí sân tô xuống khề ná bút thạ á thá hòa đức khề ná ná út chà quá chăng bằng điểm tà đã xá dân tí. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, dầu cảm thọ là khổ mà trí không vui buồn. Sắp bát thá về sắp cú ví xa chá dân tí nà cà má cà mà lá bá dân trí sân tù thề ná bút thà á thá hòa đức khề ná ná út chà quá chăng bằng đi tà đát xá dân trí. Người hiền không bỏ tất cả, người lành không bàn dục, dầu cảm thọ là khổ bậc trí không vui buồn. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu tại tỉnh xá Chê Tá Quá Ná. Đức Phật đề cập đến một sự gì xảy ra tai hại. Kinh thần Vê Đăng Chá và Sa Quá Thí. Theo lời mời của một vị Bà La Môn, Đức Phật và các môn đệ ngài an cư kiết hạ tại Vê Đăng Chá. Mặc dầu lắm lúc bị bỏ lửng, không được chăm sóc đến vì vị trí chủ Bà La Môn lãng quên, nhưng không có ai vì thế mà buồn nản. Đến khi trở về Sa Quát Thi, các ngài được hộ độ chu đáo, nhưng cũng không vì thế mà tỏ ra thỏa thích quá độ. Đức Phật dạy rằng các bậc hiền nhân quân tử
hằng giữ được phẩm hạnh như thế, xa lìa tham dục rồi, dầu gặp hoàn cảnh vui buồn, sướng khổ thế nào, các bậc ấy cũng vẫn điềm đạm, an nhiên không để tinh thần suy sụp. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, cảm ơn Vinh Vatana đã bắt bài ạ. Dạ, con xin gửi mít lại cho chị Quang Thanh. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đại tràng. Con xin đọc từ câu bao nhiêu, con mới câu viết, con thấy có mỗi câu 82, câu 83 ạ. Cho con chọn câu 82 ạ. Cái màn hình của con bị che mất rồi. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 82. Ya tha bi ra do gam phi ro vip ba san no ana quy lo e quang tham ma ni sut tòa na vip ba si đàn ti bàn đi ta ya tha bi ra do gam phi ro vip ba san no ana quy lo ê quang tham ma ni sút tòa na vip ba si đàn ti bàn đi ta. Như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc. Đấy là của bạn dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và cho con xin duyên sự ạ. Thực sự là cái màn hình của con nó che hết rồi nên con không biết làm sao để đó. Dạ, con cảm ơn cô Dạng Đông. Tại thành Sawatthi có hai mẹ con gia đình nọ, một thiếu nữ tên là Kana không về nhà chồng được vì không có của, có của hồi môn. Theo tập tục thời bấy giờ ở Ấn Độ liên quan đến việc chậm trễ khiến cho Kana bị lỡ duyên, vì mẹ cô đã cúng dường đặt bát đến chư tăng. Đó, con sao không thấy bài nữa rồi. Che bài con không nhìn thấy gì luôn. Có cuộc hồi môn Ấn Độ liên quan đến việc chậm trễ Kana bạt bát đến chư tăng. Người thiếu nữ tội nghiệp ấy bị hất hủi, đâm ra thất vọng và nguyền rủa chư sư. Giải quyết ồn ào này cũng như tiếp độ Kana, Đức Phật đã đến nhà thuyết pháp cho cô nghe, và tâm cô trở nên an tịnh như hồ nước trong veo, đạt được thánh tài đạo quả Tu Đà Hường. Sau khi đó Đức Vua hay tin đã ban cho ca tài lập nàng làm công chúa. Hết, dạ con đã đọc tô kinh và đọc duyên sự xong. Dạ con kính cảm ơn cô Dạng Đông ở chú Quát Thà Ná đã bót bài. Con kính mời vị kế tiếp. Sa thu lần thầy Quang Thạch. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sáng Kha Ya. Kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, kính đảnh lễ Đại Đức Tề Đức. Kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 84. Và cảm ơn sĩ Tạng Đồng, sĩ Trần Đạo, sĩ Nhật Huỳnh. Quang Thanh cho biết nghe đó là kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Na atta hetu, na parasa hetu,
Na putta miche na thanang na ratang na ichaya atame na samiti matano sa silawa panyawa tamiko siya na atahetu na parasahetu na putta miche na thanang na ratang na ichaya athame na samiti matano sa silawa panyawa thammiko siya na attahetu na saparasahetu na puttamikche na thanang na ratthang na ichaya athame na samiti matano sa silawa panyawa thammiko siya. Không vì mình, vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp, vì ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Một người thiện nam có phẩm hạnh trơn tránh, muốn từ bỏ đời sống trần tục để xuất gia theo Phật. Mặc dù mỗi lần thảo luận với vợ đều bị bà vợ bàn cho ra rằng thời gian còn dài và phải nuôi con khôn lớn. Nhưng ngày kia ông quyết thọ lễ xuất gia. Ông sớm hôm chuyên cần để hoàn thành phận sự của một vị sa môn thành đạt đạo quả A-la-hán. Sau đó vợ và con ông cũng lần hồi gia nhập vào Phật giáo nhờ sự dẫn dắt của ông và đắc quả A-la-hán. Tuy bị các vị khác hiểu lầm là đã xuất gia mà còn khăng khít với người thân, Đức Phật nhân cơ hội nói lên những phẩm hạnh của bậc trí giả không bao giờ vì lý do gì mà phạm sai lầm để đạt mục đích là những bậc và những tài lộc ở đời hết. Cảm ơn Sister Tặng Đồng. Dạ, Vatana sẵn sàng và kính mời Sister Trần Huỳnh nha. Còn mỗi thế Sister đó. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á. Nam Mô Bích Hà Giá, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào. Kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con kính tri ân sư. Cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Trần Đạo, cảm ơn Quang Thanh. Dạ, con xin được ôn câu 84. Quỳnh Quách Thanh Á cho Nhật Quỳnh xin câu 84 nha. Dạ, cảm ơn Quỳnh. Na atta hê tu ba ra sa hê tu na bô ta mít chê na tham năng na ra thăng na ít chê ya a tham mê na sa mít thi ma ta nô sa si la hoa bàn nhà hoa tham mi cô si ya. Na atta hê tu na ba ra sa hê tu na bô ta mít chê na tham năng na ra thăng na ít chê ya atham me na samithi matano sa si la hoa ban nha hoa tham mi cô si ya. Không vì mình, vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp, vì ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Và đây là bản chuyên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, cảm ơn Châu Phan cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Na ta he tu na ba ra sa he tu na bo ta mi che ta than năng na ra thăng na ít chay ya a tham me na sa min ti ma ta no sa si na qua ban nhà qua thăm mi cô si ya na a ta he tu na ba ra sa he tu na a bo ta mi che na than năng na ra thăng na
ya a tham me na sa mít thi ma ta no sa se la wa ban nha wa tham mi cơ si ya. Dạ, cảm ơn rằng đồng cho như sự. Một người thiện nam có phẩm hạnh chân chánh, muốn từ bỏ đời sống trần tục để xuất gia theo Phật. Mặc dù mỗi lần thảo luận với vợ đều bị bà vợ bàn ra, cho rằng thời gian còn dài và phải nuôi con khôn lớn. Nhưng ngày kia ông quyết thọ lễ xuất gia, ông sớm hôm chuyên cần để hoàn thành phận sự của một vị sa môn, thành đạt đạo quả A-la-hán. Sau đó, vợ và con ông cũng lần hồi gia nhập vào Phật giáo nhờ sự dẫn dắt của ông và đắc quả A-la-hán. Tuy bị các vị khác hiểu lầm là đã xuất gia mà còn khăng khít với người thân, Đức Phật nhân cơ hội nói lên những phẩm hạnh của bậc trí giả, không bao giờ vì lý do gì mà phạm sai lầm để đạt mục đích là những tài lộc ở đời. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, không có nhớ rõ duyên sự cái bài kinh này, nhưng do con hiểu cái lời của Hòa Thượng Minh Châu, không vì mình vì người, không được, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp, vì ấy thật thì giới có trí tuệ đúng pháp. Dạ, dạ con lấy những cái câu này để mình tự dạy mình. Dạ, con cũng bị vướng mắc nhiều lắm, nên lấy những cái lời này để mình tự dạy mình, từ từ gỡ ra, từ từ gỡ ra, để đến một lúc nào đó mình thành tựu đạo quả giải thoát. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhược Bình, kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á, kính cảm ơn Thích Rạng Đông. Và con lặp lại lời của Minh Quát Thanh Á. Giống tại giờ con thấy chưa có bàn tay của nào nên con xin phép con lặp lại lời của Minh Quát Thanh Á. Lúc này chắc trên đạo tràng là sau khi Vinh thấy, Vinh nghe được lời tâm sự của Đại Đức Tịnh Đạt thì Vinh nói thôi, nếu vậy thì sư hoan hỷ giữ cuối tuần ôn bài. Và con cũng cảm nhận đối với những việc con không biết như thế nào, nhưng riêng bản thân con thấy dòng chát của thì con cũng chú tâm bài giảng con thật là lơ là, vì lý do nghe này là do khuyết điểm bản thân con. Thật sự giáo pháp Đức Phật lúc nào cũng hay, cũng rất là thích đáng để cho mình học, nhưng có những vị con không hiểu tại sao mà con không thể nghe được. Con cố tâm để con nghe, con tự nhủ là thầm đây là giáo pháp của Đức Thế Tôn, nhưng con vẫn không, con rất là phải nói là phản cảm, nên con cũng sám hối với Tam Bảo, cũng đồng tình ăn hỷ cuối tuần sư giúp chúng con ôn tập những câu pháp cú. Thì con cũng xin thay mặt đạo tràng cũng như xin thay mặt Huynh Quách Thanh Á cùng thỉnh sư tiếp tục và giữ cái ôn học cuối tuần do sư đảm trách. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, chúng con thành kính. Ồ, đạo tràng không nghe à? Con thấy rồi. Dạ, con xin sám hối, lúc nãy con nhắm mắt con nói nên con không thấy, bây giờ con mở mắt ra con mới thấy Huynh Quát Thanh Á. Cảm ơn, và sư không nghe nhưng mà bây giờ đã nghe lại được, và con kính tri ân. Dạ, bây giờ con xin phép được xuống mít, con kính ứng dân mít đến Đại Đức Tịnh Đạt ạ. Dạ, con kính tri ân sư.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á, quý vị có nghe lại âm thanh chưa? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, giống như lúc nãy Tịnh Đạt có trình bày thì tại vì có như là tuần rồi với tuần hôm nay tâm sự hơi nhiều. Bình thường thì chỉ sinh hoạt thì mình chỉ vào sinh hoạt mà thôi. Nhưng mà đôi khi thì trong cái giờ sinh hoạt thì có những cái điều mà mình muốn nói ra cho mọi người đều rõ, đều biết. Thì thưa quý vị rằng giống như Tịnh Đạt vừa trình bày đó, đây là cái công việc mà ban đầu Tịnh Đạt không có dự tính trước. Nhưng mà trong cái lúc mà sau khi cái sự cố của Thượng Tọa Pháp Tính đó, thì lúc đó bị trống một ngày Chủ Nhật, cho nên để chữa cháy, để cho tại vì sau cái thời gian đó là liên tục, hình như Tịnh Đạt nhớ là 2 đến 3 tuần gì đó, cái ngày Chủ Nhật là ngày trống. Và Tịnh Đạt có theo dõi đó thì các vị cũng vẫn mở room, vẫn vào trong diễn đàn Pháp Cú Kinh, nhưng mà không có sinh hoạt. Chỉ có vị nào đó mở băng thuyết pháp để nghe lại. Thì rất là mến cái tấm lòng của quý vị để giữ gìn cái diễn đàn Pháp Cú Kinh, và cũng như là cái tấm lòng mà đúng giờ để mà học pháp. Thì thấy cái tóc quý vị như vậy thì Tịnh Đàn cũng xin được chữa cháy bằng một cái lớp ôn tập cuối tuần. Và cái lớp này hoàn toàn là trước giờ Tịnh Đàn chưa có từng mà hướng dẫn. Thật sự ra cái lớp này cũng không có cái gì để hướng dẫn, không có gì để mà giảng dạy, nhưng mà có một vị đứng ra để mà sinh hoạt á, thì sẽ có một cái chương trình, cũng như là quý vị sẽ có một cái tiết mục để mà sinh hoạt. Còn không thì chúng ta chỉ vào đây không có cái tiết mục gì hết đó, thì chúng ta lại chỉ nghe những cái bài pháp cũ lúc trước mà thôi. Và ngày qua ngày, cái việc mà soạn bài cho cái buổi sinh hoạt này là một cái niềm vui, niềm vui cho bản thân Tịnh Đạt. Vì sau khi mấy lần soạn bài thì mình học hỏi được nhiều, mình tìm hiểu được nhiều, nhiều cái thông tin, nhiều cái kinh nghiệm, rút tỉa nhiều cái kinh nghiệm qua cái duyên sự. Thực sự ra cái duyên sự Pháp Cú Kinh từ trước tới giờ Tịnh Đạt xem thì cũng không có nhớ rõ hết. Mà qua những cái lần này thì bắt đầu mình ôn lại, mình nhớ lại. Và chắc chắn rằng một điều đó là sau cái lần ôn tập cuối tuần này, từ đây về sau mà chỉ cần đọc lại cái duyên sự tóm tắt ngắn gọn tầm khoảng 6 dòng trong cái trang A4 đó, thì Tịnh Đạt sẽ nhớ được cái duyên sự của cái câu kệ ngôn đó. Tại vì mình đã đọc lại, đọc đi, đọc lại, đọc đi, đọc lại tầm khoảng 3 đến 4 lần. Nhiều cái đoạn mình phải đọc lại cả 5, 6 lần để mình chắt lọc ra cái ý chính của cái duyên sự đó. Thì khi mà đọc đến tóm tắt này, mình chắc chắn là mình sẽ nhớ rất là rõ. Thì đó là một cái lợi ích cũng như là một cái niềm vui. Và quý vị biết công việc mà mình có niềm vui thì coi như là mình làm rất là tốt. Mà mình làm không bao giờ bị ngán. Không sợ bị ngán. Quý vị có ngán không, biết có ngán hay không, nhưng mà Tịnh Đạt là không có ngán. Bất cứ cái công việc gì ngoài, kể cả ngoài đời chúng ta làm thì có niềm vui với cái gọi là quá trình á, quý vị. Chúng ta làm việc, chúng ta có cái quá trình làm việc và cái thành tựu. Quý vị nào mà thích cái thành tựu thì xem lại cái công việc đó chưa chắc là cái công việc tốt của mình. Chỉ khi nào mà chúng ta có cái niềm vui với cái quá trình chúng ta làm việc thì sẽ gắn bó với cái công việc đó và chúng ta làm rất là tốt.
cái quá trình với là cái thành tựu nó khác nhau. Giống như bây giờ mà cái thành tựu thì ai cũng thích, thành công á, có được nhiều tiền nè, có đi chức quyền nè, có được người khen thôi. Nhưng mà cái quá trình là chúng ta ngán, quá trình làm thấy nó cực khổ lắm. Thì xem xét lại cái công việc nó không phù hợp với mình. Chỉ khi nào mình chịu khổ, chịu cực, chịu cày với cái quá trình đó nè. Giống như quý vị thấy có nhiều cái người á, người ta thích sửa đồng hồ. Mà cái việc sửa đồng hồ đâu phải đơn giản thôi quý vị. Cái đồng hồ quả lắc hay là những cái đồng hồ mà những cái chi tiết rất là nhỏ đó, thì theo những cái vị mà thợ mà sửa đồng hồ đó, thì quý vị biết là cái giờ mà sửa đồng hồ tốt nhất á, là lúc giữa đêm, lúc 12 giờ đêm, lúc mà tất cả mọi thứ đều chìm vào giấc ngủ. Thì cái lúc đó là cái âm thanh nó rất là vắng lặng. Và chính vì cái âm thanh nó vắng lặng, nó giúp cho cái, hỗ trợ cho cái việc nghe và điều chỉnh cái đồng hồ nó chính xác. Thì cái đó không có cái niềm vui với cái việc mà sửa cái đồng hồ, điều chỉnh cái đồng hồ thì không thể nào mà làm được. Nếu mà chỉ thích là cái đồng hồ mới, cái đồng hồ được sửa thành công thì nói chung là theo không được. Cũng có thể chúng ta gọi là đam mê. Thì Tịnh Đạt nói rằng chỉ có niềm vui với là cái quá, bất cứ cái công việc gì có cái niềm vui với cái quá trình thì chúng ta sẽ thành công. Còn mà niềm vui với cái việc thành tựu thành công thì chưa chắc cái công việc đó phù hợp với mình. Thì nói đi nói lại thì có câu, cái lớp ôn tập cuối tuần này Tịnh Đạt sẽ nói rằng Tịnh Đạt sẽ theo đến cùng quý vị tham gia để mà chúng ta có được cái sinh hoạt tập thể, thì điều đó là điều rất là tốt. Tịnh Đạt hướng dẫn cái ngày chủ nhật này vì quý vị, cũng là vì Tịnh Đạt, cũng vì bản thân mình, không có sao hết. Hôm nay chúng ta ôn tập 3 câu kệ ngôn pháp cú số 82, 83 và 84. Rất là hoan hỷ, xin tán thán công đức các vị ôn tập cuối tuần. Một cái câu số 83 đó, thưa quý vị, sư Tịnh Đạt nhớ rằng Tịnh Đạt có giảng cái câu này ở trong cái ngày thứ 6, cũng lâu rồi, mà rất là ấn tượng với câu 83 này. Đúng là khi mà mình tìm hiểu thì ban đầu mình có nhiều cái ấn tượng. Bởi vì cái câu 83 này liên quan đến cái đời sống xuất gia rất là nhiều. Chúng ta đọc lại câu 83. Quý vị cho sư xin lại, cho Tịnh Đạt xin lại câu 83. Dạ, câu số 83. Dạ, cái câu này: người hiền bỏ tất cả, người lành không bằng dục, dầu cảm thọ lạc khổ, vật trí không vui buồn. Nha. Thì cái câu đó là cái câu nói về cái vật trí, cái vật hiền trí không vui buồn với cái hoàn cảnh sướng khổ. Khi mà đầy đủ cũng không có đam mê, cũng không có bị lôi cuốn, mà khi khó khăn cũng không có nản lòng, cũng không có bỏ cuộc. Đây là hai cái thử thách rất rất là lớn đối với cái bậc xuất gia. Tịnh Đạt nghĩ rằng đối với cái người cư sĩ, chúng ta cũng phải đối diện với hai cái tình huống này. Và đối diện với hai tình huống này, nếu mà một người nào đó mà không có kiềm chế bản thân mình á, không có một cái chững chạc với bản thân mình á, thì tình huống nào nó cũng là cái nguy hiểm, cái nguy cơ để mà mình bị sa ngã hết. Khó khăn quá thì mình cũng không có trưởng thành được, cũng không có đứng vững được. Mà sung túc quá cũng dễ bị sa ngã. Chúng ta thấy có nhiều người giàu có, hay là cậu ấm mà sinh ra trong gia đình giàu có dễ hư, sa ngã. Mà nghèo khó quá thì không có thể nào vươn lên chính mình. Hai thử thách này rất là lớn trong cuộc đời của mỗi người.
Đó là những cái điều mà chúng ta có thể rút ra từ những cái duyên sự, từ những cái câu kệ ngôn mà Đức Phật Ngài dạy từ từ ngàn xưa, cho áp dụng cho cái cuộc sống của mình. Và kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã hoàn thành xong ba câu kệ ngôn Pháp Cú 82, 83 và 84. Thì xin thông báo thêm ngày hôm tuần lễ Chủ nhật ngày hôm sau thì chúng ta sẽ tiếp tục ôn ôn thêm ôn đến hai câu chuyện, hai duyên sự tiếp tục. Nhưng mà hai duyên sự này á thì lại là gồm có là năm câu kệ ngôn Pháp Cú. Cụ thể như là cái duyên sự về Thammasavana gồm có hai câu kệ ngôn Pháp Cú là 85 và 86. Cái duyên sự thứ hai là duyên sự Agantuka, một cái vị khách tăng tỳ kheo. Cái duyên sự này thì gồm đến ba câu kệ ngôn Pháp Cú 87, 88 và 89. Tuy đến năm câu kệ ngôn Pháp Cú nhưng mà có hai duyên sự mà thôi. Cho nên tình đạt nghĩ rằng chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta vẫn tiếp tục ôn năm câu Pháp Cú luôn, ôn năm câu Pháp Cú luôn, ôn năm câu Pháp Cú có hơi nhiều không quý vị ha? Một buổi học chúng ta năm câu Pháp Cú, nếu mà được năm vị đọc á, thì được năm vị đọc thì chúng ta sẽ đọc hết năm câu, năm vị đọc như là đây thường thì có cô Rạng Đông, cô Nhật Quỳnh, cô Cẩm Vân, bác Quách Tha Ná, rồi cô Quang Thanh, cô Trần Đạo. Thì chúng ta cũng được khoảng 5 vị, 6 vị có thể cầm mic để ôn bài đó. Nếu mà như vậy thì các vị phải phân ra một vị đọc một câu, thì chúng ta sẽ ôn hết 5 câu, tại vì chút 2 tích truyện mà thôi. Dạ, một vị đọc một câu, chứ không có đọc trùng lặp lại, đọc trùng lặp thì không đủ người để mà đọc hết. Tịnh Đạt nghĩ rằng chúng ta ôn 5 câu luôn đi, bởi vì nó chỉ có 2 tích truyện mà thôi. Và hai cái tích truyện này nó sẽ kết thúc luôn cái phẩm Hiền Trí. Dạ. Cho tuần lễ ngày tuần lễ sau. Dạ. Như vậy thì chúng ta sẽ ôn tập cuối tuần vào ngày Chủ nhật tuần sau phẩm Hiền Trí. Năm câu kệ ngôn Pháp Cú từ câu 85 đến câu 89 với hai cái duyên sự. Và quý vị chúng ta theo dõi để mà tham gia ôn tập cuối tuần tuần lễ ngày hôm sau. Và bây giờ thì Tịnh Đàn xin được kết thúc cái buổi sinh hoạt ôn tập cuối tuần tại đây. Xin kính chúc chư tăng và tất cả quý vị chúng ta được nhiều sự an lành trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn để hồi hướng ạ. Xà thuộc. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã hướng dẫn chúng con ôn tập cuối tuần ngày Chủ nhật ngày hôm nay. Dạ, sa thủ chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ, con kính thỉnh thường tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính nhân bích đến sư. Phật mangalang rakhan to sap ba de wa ta sap ba buddha na pha we na sa da sa thi bu wan tu te ba wa to sap ba mangalang rakhan to sap ba de wa ta sap ba ham ma na pha we na sa da sa thi bu wan tu te wa to sap mangalang rakhan to sap ba de wa ta sap ba thang kha na pha we na sa da sa thi bu wan tu te. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp,
Do nhà ngoại đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tịnh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới và ôn tập cuối tuần. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya đi quá ta san ti quy hạ ra qua si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta xót thiền ca rộn tê tha quý hà ra măng đá lê thề ra cha mát cha na qua ca cha bít ca vô sa ra mi ca đà na pi ba ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sắp pa na pu ta su khi ta pa quan tu tê cha na bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căn tham ma wa sang pa tiết cha te sap pe pi đúc khát sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha vút ga la sang khô hô tu sa mắc vô quá át thà gia cha hi ta gia cha âm hề ra khan tu sắc thầm mô sắp bê pi thầm ma cha ri nô vút thêm sâm pa phu nê gia ma thầm ma ri gia pa huê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống nít.